này sao không ai sao đâu phải bất thường đấy. Yeah.
không? Quỳnh Tân đã đến thị trấn Tân Quan. Hôm con một buổi yến tiệc, mẹ con cám đi dự buổi tiệc. Mỹ Sao thể hiện bộ quần áo này được làm bằng chất liệu làm một chiếc áo. Chàng trai có bộ quần áo. Ai không biết được, ta sẽ phạt. Dạ. Ở tuổi học trò được người mẫu đúc thị thể hiện chất liệu làm từ cây giếng. Và khi cho em hãy hát bài đảm bảo bất lực của chính quyền được đô hộ được người mẫu đúc thị. Rồi, cảm ơn bạn. Có rất nhiều xin chữ ký. Bạn Quỳnh Tân lớn thắng ba nhất đi. À, những chú lạc đà. À, những chú lạc đà. Đây một trò phần lạc đường. No. Ô tròn hai bóng người. Tiếng băng sang ngời. Mùa xuân đến ngàn hoa hết. Ôi. Ôi trời ơi, số tháng 3. À đúng. Vì chúng tôi muốn đem một nền văn hóa của miền Tây Bắc xuống chung vui với mọi người đây mà. Em, cho anh hỏi. Ôi trời ơi, người thì mày duyên dáng thế. Hả? Có muốn đánh nhau lúc nào không? Hả? Ôi, trai hay là gái thì quách hết rồi chứ. Bắt đầu ngôn ngữ từ cái lại.